game artist 2D bây giờ nó vẫn là khác nhân lực ấy. Và lương nó cũng không hề thấp. Việc nếu mà các bạn đầu tư bất cứ một cái nghề gì đó mà học nghề trong vòng 6 tháng mà để đạt được lương như ngành game ấy, thì thật sự là rất là khó. Chỉ có ngành game mới đáp ứng được những cái yêu cầu như vậy. Nếu bạn nào mà đã thực sự đặt cái mục tiêu là chúng ta sẽ làm việc về làm game để kiếm tiền ấy, thì cái 6 tháng này nó cũng rất là đáng. Vậy là đối với một người mới đi, một người mới hoàn toàn không biết gì cả, thì việc đầu tiên là họ phải học khóa catching trước để luyện tay đi nét này, vẽ cho đúng cấu trúc từ thứ nhỏ đến lớn này, rồi học về phối cảnh các thứ này, rồi sau đó học tới mình hưởng ứng dụng để đi màu, học về màu, học về những cái kiến thức về phối cảnh và những cái bố cục này nọ, tỷ lệ nó khó phức tạp hơn. Rồi sau đó là mới bắt đầu học chuyên sâu về hai cái khóa chuyên đề là làm game 2D, game 1, game 2, tổng cộng là khoảng 4 khóa. Và với cái lộ trình 4 khóa như vậy thì sẽ mất tập khoảng nửa năm, 6 tháng. Có thể lâu hơn, nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là các bạn đầu tư thời gian 4 khóa mà